Hello Xuân Hùng, xin kính chào các bác. Hôm nay em vừa về một chiếc xe số tự động cho các bác đây. Các bác có thể xem là xe này đã được rút hồ sơ cầm tay rồi, màu đỏ, đời 2016 với phiên bản số tự động. Và đây là những mẫu xe mà thuần Việt gia đình. Nếu bác nào đang có nhu cầu mua những mẫu xe số tự động như thế này, có thể là alo trực tiếp cho em nhé. Em sẽ hỗ trợ cho các bác là ship tận nhà này, hồ sơ vận chuyển đầy đủ cho các bác luôn. Nội thất khá là đẹp. Đây ạ, các bác nhìn này. Đấy. Số tự động máy 1.2. Vâng thưa các bác, đầy đủ phím bấm, chìa khóa thông minh đầy đủ, không thiếu một cái gì. Vô lăng túi khí đẹp như thế này, gương kính chỉnh điện đầy đủ. Ghế da hai màu đỏ đen đẹp, sạch sẽ. Trần vẫn là trần đỉnh nguyên bản. Đấy. 2016 với phiên bản số tự động và các bác nhé. Và chiếc xe này thì xe tư nhân và đã được rút hồ sơ cầm tay rồi. Em bán công khai chiếc này cho các bác với giá 295 củ thôi. Đấy, giá có bao hồ sơ, bao vận chuyển trên toàn quốc và hồ sơ đã cầm tay rồi. Thì các bác mua xe sẽ là được bấm biển vào tên trong nốt nhạc thôi. Các bác có thể nhìn xe khá đẹp, bóng mượt luôn. Và đây ạ, la răng đúc nguyên bản theo xe, phanh đĩa phanh ABS. Lúc la răng khá đẹp. Keo chỉ zin 100%. Mẫu này là mẫu xe tư nhân một chủ luôn ạ các bác nhé. Tư nhân một chủ và hồ sơ đã được cầm tay rồi. Cho nên các bác, nếu các bác mà ưng chiếc này có thể alo trực tiếp em. Em sẽ hỗ trợ ship tận nhà cho các bác luôn. Đấy, tay nắm được bọc mạ chrome đầy đủ này. Đấy, có phím bấm mở cửa tự động này. Keo chỉ zin 100%, máy zin. Xe được trang bị là gương kính chỉnh điện. Đây, gập điện đầy đủ đây các bác này. Đấy, gập điện luôn nhá. Được chưa? Đấy, ok luôn. Vô lăng túi khí bàn phím và đầy đủ phím bấm chìa khóa thông minh. Vô lăng túi khí bàn phím và đầy đủ phím bấm chìa khóa thông minh đây các bác nhé. Đây là một chiếc xe chúng ta có thể mua về lý đạo gia đình, quá tuyệt vời. Đây, la răng đúc còn mới tinh như thế này. Các bác nhìn đấy. Vâng ạ, thưa các bác, là một chiếc xe khá đẹp như thế này và bên em đang chào bán công khai với giá là 295 củ. Có bao hồ sơ, bao vận chuyển toàn quốc cho các bác rồi. Nếu bác nào đang có nhu cầu ưng chiếc xe này có thể alo trực tiếp em Xuân Hùng nhé. Em xin chào, hẹn gặp lại các bác trong các chương trình.